chú rõ mấy ngày ăn cơm đi chú. Sáng giờ con xin được nhiêu rồi con trai? Xin được có mấy ngàn. Rồi nói chuyện với chú xíu nha, cho chú hỏi thăm con tên gì. Hả? My. My. Con tên thiệt là gì con? Thương Minh Gia Bảo. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Dạ 8 tuổi. Con nói dạ nha. Rồi con này là con có đi học không? Nghỉ rồi mà không có đồ bạc, không có đồ đi học. Màu trắng. Dạ? Mẹ con không mua. Mẹ không mua hả? Mua trong trường á. Rồi ai kêu con ra đường này ngồi xin tiền gì vậy? Tại tụi đi ra, tại kiếm tiền lại lo cho em bé nữa. Sao con nói lớn cho chú nghe chứ? Tại lo cho em bé nữa. Em bé là ai? Là cháu của con. Là sao chú không hiểu? À đúng không? Chị con để ra con đã giữ. Tại chị con để ra hai đứa rồi. Một đứa lớn, một đứa nhỏ. Tại giữ đứa nhỏ, chị giữ đứa lớn á. Chị con bao nhiêu tuổi con biết không? Hả? 15 tuổi. 15 tuổi mà đẻ rồi hả? Thiệt không hả? Ừ. Ồ, đất, rồi chị đang giữ em bé ở nhà hả? Dạ. Em bé khoảng bao nhiêu tháng rồi biết không? 2 rưỡi rồi. 3 tháng rưỡi. Lật qua được. Hả? Lật qua được rồi hả? Mà không trai hay gái? Gái. Rồi? Hai đứa gái. Đứa gái lớn mấy tuổi? Đứa gái lớn là 6 tuổi. 15 tuổi mà đẻ đứa gái lớn 6 tuổi? Không, 19 tuổi. Hả? 19 tuổi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay hả? 7 tuổi. Không, cho chú hỏi là chị con là mấy tuổi? 9 tuổi. 19 tuổi. Bây giờ là đang 19 tuổi hả? Dạ. Còn cái lúc mà đẻ cái đứa con gái đầu tiên của chị con á là mấy tuổi? Chị con mấy tuổi? Dạ. Chị con là 19 luôn. Bây giờ quay qua nói chuyện chú đàng hoàng nè. Dạ. Chị con tên gì? Hả? Thư. Chị Thư. Chị Thư năm nay 19 tuổi. Rồi chị có mấy đứa con? Hai đứa con. Nè nhìn vô chú nè, mình tập hai mình đứa nói. Rồi đứa lớn là mấy tuổi? Đứa lớn hả? Là 2 tháng rưỡi hay gì á. Đứa lớn 2 tháng rưỡi hả? Còn đứa nhỏ? Đứa nhỏ là 3. Cái gì kỳ vậy? Đứa nhỏ nó phải nhỏ hơn đứa lớn chứ sao mà. Đứa nhỏ mà 3 tháng, đứa lớn 2 tháng rưỡi. Nói lại à 2 tuổi rưỡi hay 2 tháng rưỡi? 2 tuổi rưỡi. Thiệt không? Chắc không? Chắc, cháu lùng tẹt à. Gái hả? Hăng gái hết? Gái. Đứa, nè, nói chuyện chú đi, đứa nhỏ đó tên gì? Đứa mà 2 tuổi rưỡi tên gì? Chú Bi. Còn đứa sao? Hạt dẻ. Hạt dẻ. Bây giờ cho chú hỏi nè. Dạ. Cái đứa mà... Ai kìa? Người đó là ai? Quen không? Hả? Chú Bi. Cái đứa mà... Tích Bi á, kêu con là cái gì? Thì bằng cậu. Cậu à, vậy đúng rồi. Còn Thư là chị con đúng không? Rồi mẹ con có con này, có chị Thư rồi có ai nữa không? Mẹ lại ba chết. Còn có cậu Beo ở dưới Bình Dương. Cậu Beo là em của mẹ hả? Dạ. Thôi bây giờ mình nói chuyện gia đình mình trước đi. Mẹ của con tên gì? Thúy. Ý? Thúy. Thúy. Mẹ Thúy. Có bao nhiêu đứa con? 3 đứa. Rồi ai đâu con kể cho chú nghe coi. Là bả là Quan ông Hoàng. Tại ông họ à, là mẹ con quen với lại người đàn ông tên Hoàng, người đàn ông tên Thọ. Thì con là con của ông nào? Ông Hoàng. Con là con ông Hoàng. Chị Thư là con của ông nào? Là ông họ. Ông họ. Anh con là anh họ luôn. À vậy là chị Thư với anh con tên gì? Anh con là anh Le. Hả? Le Sâm Nguyễn. Anh Le hả? Anh Le với chị Thư là con của ông Hoàng? Không, con là con ông Hoàng. Chị Thư với anh Le là con của ông họ. Rồi ha, quý vị hiểu từ từ nha. Còn con là con của ông Hoàng. Rồi con có ai là con của ông Hoàng giống như con nữa không? Hay có mình con thôi? Có hai đứa em con. Trời ơi, hai đứa em nữa hả? Hai em là mấy tuổi, tên gì, con trai con gái? Trai hết hai. Một thằng là Ngọng là thằng mơ hờ á là 3 tuổi, thằng nhỏ nhỏ là 2 tuổi đầu. Vậy là ở chung giờ điện đang ở chung nhà hết hả? Dạ. Vậy tổng cộng nhà con có bao nhiêu đứa nhỏ nhỏ, tính luôn con của chị Thư con? 10 đứa. Cái gì ghê vậy? Đâu nói lại từ từ có làm sao 10 đứa? 10 đứa. Rồi điểm rồi. Thằng anh con. Thằng anh con là thằng anh con để giữ em bé. Thằng anh là thằng gì bữa nay? Le. Le. Le mấy tuổi nhớ không? 13 tuổi. Le 13 tuổi. Le có làm công việc gì không? Không. Rồi Le ở. Có đi phun lửa.
Le phun lửa luôn hả? Anh chồng của chị Hư bị bắt rồi. Chồng của chị Thư bị bắt rồi hả? Sao vậy? Không biết. Mà chồng của chị Thư là mấy tuổi biết không? Hay là chắc lấy con nhỏ, con gái mới 15 tuổi nên bị bắt hả ta? Có nào vậy không? Không. Phức tạp quá ha. Quên quá. Còn nãy con nói con tên gì chú giờ chú rối luôn. Bi. Bi. Tên thiệt là gì? Trung Minh Gia Bảo. Gia Bảo, đúng rồi, quá đúng rồi. Rồi, thằng Le 13 tuổi. Thằng Le ở nhà giữ em. Hả? Giữ em là em của thằng Le luôn hả? Là em con luôn á hả? Là hai đứa nhỏ hả? Mà Le không giữ. Sao vậy? Bỏ lung tan chứ. Rồi Le đi làm gì? Ở nhà giữ cháu cho con. Giữ cháu cho chị Thư á hả? Dạ. Rồi chị Thư làm gì không giữ mà cắt bắt Le giữ? Hồi xưa lại đi rửa sữa tắm cho hai đứa nhỏ. Ồ. Tại vì kêu Le giữ giùm cái để bằng đồ rồi vô. À, kêu Le giữ giùm cái thôi chứ không phải là Le giữ luôn. Nhưng mà nhanh Le ở nhà ngủ không hả? Dạ. Tối Le có đi mua lửa không? Có. Giờ là tối Le đi mua lửa. Rồi, còn hai đứa nhỏ em con là thằng gì với thằng gì qua này? Thằng Mốt, thằng Lợp. Thằng Mốt, thằng Lợp. Nó nhỏ xíu nó ở nhà. Ha. Rồi ai nữa không? Dạ. Rồi hai đứa con của chị Hai nữa là 4. Dạ. Thằng Le là 5. Dạ. Chị Hư là 6. Dạ. Con là 7. Dạ. Mẹ là 8. Rồi ai nữa là 9, 10. Ba. Ba con. Ba con tên là Thọ. Hoàng. Hoàng. Ủa giờ ông Hoàng đang ở chung nhà hả? Ông Hoàng làm gì? Giống ổng đi làm ba mấy cây lâu nhà. À. Ngày tháng 50 triệu. Nhiêu? 50 triệu. Ghê hả? Tháng lại, 50 triệu. Lại lấy ba mấy cây móc về á, làm á. Làm mà tới tối nữa. Tối ổng về. Ổng nói nhức lưng quá, ổng làm cái giỏng á. Ổng luôn rưa xong ổng chết luôn. Cái gì? Mới bệnh á, ổng chảy nước máu ra. Ông Hoàng chết rồi hả? Vậy sao nãy con nói là nhà con có ông Hoàng nữa? Là ông Hoàng là làm trên bàn thờ. À, chuyện ơi, nãy bà nãy rồi. Bà ngoại con chết luôn rồi. Nãy chú hỏi con nhà con có tổng cộng bao nhiêu người, con nói là 10 người đúng không? Thì chú mới tính là thứ nhất là hai đứa con của chị Thư. À. Rồi đến hai đứa em của con là thằng gì với thằng gì? Thằng Mốt Lợm. Hả? Mốt Lợm. Thằng Mốt, thằng Lợm. Rồi đến con nữa là 5 nè. Đến thằng Len. Le. Thằng Le là 6. Chị Thư là 7. Mẹ con là 8. 8. Rồi ai nữa là 9, 10. Ông Beo là 9. Hả? Ông Beo là 9. Ông Beo. Beo là ai? Ông Beo giúp Bình Dương. Mà ông Beo đó là cái gì? Là cậu con. À. Một ông heo nhảy xuống sông này nè. Thì tử chết trước kia luôn. Ông Beo mình đó hả? Ông Beo còn sống. Nhưng mà sao kể nghe coi, ai nhảy xuống sông? À, ông gì á, ông họ cũng có nhảy nữa. Phan từ từ, con kể từ từ, bây giờ chú đang đối não nè. Bây giờ ông Beo là cậu con. Dạ. Giờ có ở chung nhà hay ở trên Bình Dương? Ở trên Bình Dương. Ờ vậy thôi tính vô làm chi, nhưng mà ổng là em của mẹ. Dạ. Ổng làm công việc gì? Làm hộ dưới á. Rồi không nói tới. Rồi ông Hoàng là ba của con. Hồi nãy con nói là tưởng đâu ổng ở nhà, ai ngờ ổng ở nhà mà ổng ở trên bàn thờ hả? Dạ. Ổng ngồi vậy đó hả? Sao ổng chết vậy? Ổng nói cái hộp gì đây nè. Rồi sao nữa? Ổng bể vào, ổng lấy cây ổng chích vô. Cái gì? Ổng lấy cây ổng chích á, ổng chích vô cái bể luôn. Bể luôn cái làm sao nữa? Máu đóng trong phòng. Lâu chưa, vụ đó lâu chưa? Còn mấy năm rồi. Lúc đó con biết không? Biết. Cái ông chích veo à hả? Cái đưa ổng lên bàn thờ luôn hả? Dạ. Ông kêu bà nội, bà ngoại kêu đi ra đi. Nó lớn lên con, nhìn đây nè cái gì? Bà nội kêu đi ra đi, ông là mày bệnh á. À lây á hả? Dạ, tụi con kế bên nhà á, có người á kêu ở giùm á, ở đợ á. Nhà lắm mà, là chạy về nhà. Có mấy bữa là qua bánh trơn. Rồi chết rồi. Giờ mẹ cái nhân vật quan trọng nhất là mẹ con là Thúy nè. Mẹ làm cái gì? Mẹ con là bán số. Bán vé số. Mẹ lo cho mấy thằng em con nữa. Hả? Lo mấy thằng em con nữa. Bây giờ còn bán không? Còn. Còn chị Thúy thì lúc trước là chị Thư thì làm cái gì? Nấu mì với tập nấu mì với. Nấu mì cho ta. Giờ còn làm không? Thì đang làm á. Rồi quên nữa, chồng của chị Thư con biết không, tên gì? Bảy. Mạnh. Bảy. Bảy hả? Sao bị bắt vậy? Không biết. À, Bảy dữ không? Thiền hả? Bảy làm gì biết không? Nó làm trả hàng á. Trả ba mấy bao mà giống như hàng lao tay á. Lại tả lại bông á, đem về một chai để tắm cho em bé. Rồi sao Bảy bị bắt không biết luôn hả? Dạ. Con có đi mua lửa không?
còn có tối con mới đi. Ủa muốn lửa luôn hả? Đi tới tối luôn. Rồi cho chú hỏi cái anh, cái người cũng khá quan trọng nè, là ông Thọ đó, biết ông Thọ không? Biết. Ông Thọ là ai? Ông Thọ là anh ba của con, ba của anh con. Ba của anh Lan, anh Lan với chị Thư. Dạ. Rồi ông Thọ đâu rồi? Ông Thọ về đi rồi. Gì? Chết rồi. Sao chết nữa, sao đụng đến ông nào cũng chết vậy, kể sao? Đó mà. Cái đó con biết không hay con nghe kể? Biết. Rồi, bây giờ nghe thằng Bin hả? Con tên gì nữa này? Bi tên là Gia Bảo ha. Kể lại vụ ông Thọ đi. Con có... Ủa sao kỳ ta? Lúc mà con... Mẹ con còn ông Thọ là ông Hoàng, ba con... Mẹ con còn ở với ông Thọ mà có ba Hoàng con? Ông Thọ chết trước xong rồi bả đi theo ông Hoàng. Ông Hoàng là ba con á. Nhưng mà vậy là con nghe kể lại chứ con đâu thấy phải không? Thấy à. Sao thấy được? Ông Hoàng lúc chưa đẻ ra con là ông Hoàng đã chết rồi. Ông Thọ đã chết rồi. Ông ạ. Mà đúng không? Lúc đầu con bằng anh con á là anh nói á, ông họ chết rồi tao buồn quá đi. Anh con làng lên hả? Dạ. Rồi sao nữa? Nhưng anh con chửi ba con. Cái gì? Nhưng anh con chửi ba con. Chửi ông Hoàng hả? Sao vậy? Nói sao ông lấy mẹ tôi đi vậy hả? Hay sao? Chửi con là ông Hoàng con á. Không, bây giờ con kể sao đi mà ông Thọ chết được không? Ông Thọ bị cưa cổ á. Ai cưa? Nhậu ngoài quán karaoke ngoài đây nè. Không chết tiền á, dụ người ta ra cưa. Là sao, ông Hoàng cưa người ta hay là người ta cưa ổng? Người ta cưa ổng. Mà ai dụ ổng ra để cưa? Người ta. Rồi giờ bạn thờ ổng đâu? Ở nhà. Ở nhà luôn hả? Ông Hoàng với ông Thọ ngồi chung luôn hả? Dạ. Phải không? Chắc là... ông heo à, ông heo là chết chứ. Cái gì? Có mình ông heo là nhảy dưới sông này nè. Ông heo là ai? Ông heo là cậu của anh con. Cậu của anh con? Dạ. Cậu của anh con cũng giống như cậu con. À, không phải cậu con. Sao kỳ vậy? Ông nội con là dưới, cậu con dưới quê rồi. Nhưng mà chú hay là cậu? Chú à? Nếu mà chú mới đúng, chú của anh con mới đúng. Tự gì đến hai cha? Nhảy xuống đây nè. Ủa, xuống kênh này luôn hả? Lấy cọng dây á, cột chua tay á. Ông mua sao đứt cái dây té dưới luôn. Rồi tiêu luôn hả? Đó. Còn bỏ cái nợ trên đây nè. Gần đây thôi, giờ chú với con về nhà con được không? Thăm nhà. Nhà ăn nghèo. Thì nghèo thì chú vô coi coi chú mới giúp đỡ được chứ. Dạ. Đi nha. Nha. Đây nè.